Dàn sao, các nhạc sĩ nghẹn ngào trước tin buồn của nghệ sĩ ưu tú Quốc Trụ. Rạng sáng 15 tháng 8, con trai nghệ sĩ ưu tú Quốc Trụ, nguyên trưởng khoa thanh nhạc đầu tiên của Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, đã thông báo sự ra đi của ba ruột, hưởng thọ 81 tuổi. Với vai trò là nguyên trưởng khoa thanh nhạc đầu tiên của Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, giáo sư, nghệ sĩ ưu tú Đào Quốc Trụ đã hơn 40 năm gắn bó với nghề giảng dạy, đào tạo rất nhiều thế hệ ca sĩ nổi tiếng cho nền âm nhạc Việt Nam. Sự ra đi của ông khiến người hâm mộ và các nghệ sĩ vô cùng đau xót, thương tiếc. Đến cuối đời, cố nghệ sĩ vẫn say mê công việc và nghệ thuật. Sau một quá trình điều trị bệnh, nghệ sĩ ưu tú Quốc Trụ đã từ trần vào ngày 14 tháng 8. Rạng sáng 15 tháng 8, con trai cố nghệ sĩ đã thông báo tin buồn của gia đình. Các ca sĩ, nhạc sĩ vô cùng xót xa trước sự ra đi của ông, người nghệ sĩ tài hoa đã góp công đào tạo rất nhiều ca sĩ nổi tiếng như Tạ Minh Tâm, Mỹ Tâm. Con trai cố nghệ sĩ chia sẻ, cả cuộc đời ba, các anh chị là niềm tự hào của ông. Cảm ơn mọi người đã luôn làm rạng danh của ba. Hãy cùng em tôn vinh người thầy chuyên, nắn tiếng cho sao, nhé. Các con của cố nghệ sĩ thông báo sự ra đi của thân sinh. Nghệ sĩ ưu tú Quốc Trụ sinh năm 1941. Cố nhạc sĩ là nghệ sĩ opera đầu tiên của Việt Nam. Ông đã nghỉ hưu được 20 năm và vẫn hoạt động nghệ thuật bằng việc dạy hợp đồng ở nhạc viện, nhận đào tạo học trò tại nhà riêng. Ông là người đã đào tạo nhiều thế hệ học trò thành công như nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy, nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm, Cao Minh, Nam Khánh, Mỹ Tâm, Hiền Thục và các thạc sĩ thanh nhạc như Khánh Trang, Ngọc Thúy, Ngô Công Lâm. Nghệ sĩ ưu tú Quốc Trụ là người Mỹ Tâm gọi là bố. Mỹ Tâm là một học trò được nghệ sĩ ưu tú Quốc Trụ thương yêu. Sinh thời cố nghệ sĩ từng nhận xét về cô, Mỹ Tâm theo học tôi 4 năm trung cấp, thậm chí học xong sách vở của Tâm vẫn đang để ở đây. Tâm coi tôi như bố, tôi cũng rất quý Tâm. Ngày lễ, Tết, sinh nhật tôi, Tâm đều có mặt. Nếu ở Mỹ, Tâm sẽ gọi điện về để chúc mừng thầy. Tôi luôn đề cao điều đó không phải vì Tâm gửi quà hay gửi hoa cho tôi mà thực sự Tâm nó là đứa vậy. Tên em ấy là Mỹ Tâm và em ấy có tấm lòng thật. Nữ ca sĩ luôn gửi những lời tri ân đến người thầy. Sự ra đi của cố nghệ sĩ là một sự mất mát lớn trong nền âm nhạc Việt. Các ca sĩ, nhạc sĩ và nhiều học trò đã gửi lời thương tiếc, xót xa và nỗi buồn thương nhân lên gấp bội khi không thể đến tiễn đưa thầy về nơi an nghỉ cuối cùng. Ca sĩ Hiền Thục, nhạc sĩ Tạ Minh Tâm và các học trò của cố nghệ sĩ vô cùng xót xa. Nhạc sĩ Phạm Đức Lưu giữ lại kỷ niệm cùng người thầy đáng kính. Ca sĩ Vũ Hà chia buồn trước sự ra đi của cố nghệ sĩ. Nghệ sĩ ưu tú Quốc Trụ có 4 người con đã thành đạt, đều tốt nghiệp thanh nhạc và có vị trí trong xã hội. Vì tình hình dịch bệnh nên người nhà cũng không thông báo tin chính thức về tang lễ, mọi người đều tiếc nuối khi chẳng thể đến đưa tiễn. Dàn sao, các nhạc sĩ nghẹn ngào trước tin buồn của nghệ sĩ ưu tú Quốc Trụ. Rạng sáng 15 tháng 8, con trai nghệ sĩ ưu tú Quốc Trụ, nguyên trưởng khoa thanh nhạc đầu tiên của Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, đã thông báo sự ra đi của ba ruột, hưởng thọ 81 tuổi. Với vai trò là nguyên trưởng khoa thanh nhạc đầu tiên của Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, giáo sư, nghệ sĩ ưu tú Đào Quốc Trụ đã hơn 40 năm gắn bó với nghề giảng dạy, đào tạo rất nhiều thế hệ ca sĩ nổi tiếng cho nền âm nhạc Việt Nam. Sự ra đi của ông khiến người hâm mộ và các nghệ sĩ vô cùng đau xót, thương tiếc. Đến cuối đời, cố nghệ sĩ vẫn say mê công việc và nghệ thuật. Sau một quá trình điều trị bệnh, nghệ sĩ ưu tú Quốc Trụ đã từ trần vào ngày 14 tháng 8. Rạng sáng 15 tháng 8, con trai cố nghệ sĩ đã thông báo tin buồn của gia đình. Các ca sĩ, nhạc sĩ vô cùng xót xa trước sự ra đi của ông, người nghệ sĩ tài hoa đã góp công đào tạo rất nhiều ca sĩ nổi tiếng như Tạ Minh Tâm, Mỹ Tâm. Con trai cố nghệ sĩ chia sẻ, cả cuộc đời ba, các anh chị là niềm tự hào của ông. Cảm ơn mọi người đã luôn làm rạng danh của ba. Hãy cùng em tôn vinh người thầy chuyên, nắn tiếng cho sao, nhé. Các con của cố nghệ sĩ thông báo sự ra đi của thân sinh. Nghệ sĩ ưu tú Quốc Trụ sinh năm 1941. Cố nhạc sĩ là nghệ sĩ opera đầu tiên của Việt Nam. Ông đã nghỉ hưu được 20 năm và vẫn hoạt động nghệ thuật bằng việc dạy hợp đồng ở nhạc viện, nhận đào tạo học trò tại nhà riêng. Ông là người đã đào tạo nhiều thế hệ học trò thành công như nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy, nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm, Cao Minh, Nam Khánh, Mỹ Tâm, Hiền Thục và các thạc sĩ thanh nhạc như Khánh Trang, Ngọc Thúy, Ngô Công Lâm. Nghệ sĩ ưu tú Quốc Trụ là người Mỹ Tâm gọi là bố. Mỹ Tâm là một học trò được nghệ sĩ ưu tú Quốc Trụ thương yêu. Sinh thời cố nghệ sĩ từng nhận xét về cô, Mỹ Tâm theo học tôi 4 năm trung cấp, thậm chí học xong sách vở của Tâm vẫn đang để ở đây.
Tâm coi tôi như bố, tôi cũng rất quý Tâm. Ngày lễ, Tết, sinh nhật tôi, Tâm đều có mặt. Nếu ở Mỹ, Tâm sẽ gọi điện về để chúc mừng thầy. Tôi luôn đề cao điều đó không phải vì Tâm gửi quà hay gửi hoa cho tôi mà thực sự Tâm nó là đứa vậy. Tên em ấy là Mỹ Tâm và em ấy có tấm lòng thật. Nữ ca sĩ luôn gửi những lời tri ân đến người thầy. Sự ra đi của cố nghệ sĩ là một sự mất mát lớn trong nền âm nhạc Việt. Các ca sĩ, nhạc sĩ và nhiều học trò đã gửi lời thương tiếc, xót xa và nỗi buồn thương nhân lên gấp bội khi không thể đến tiễn đưa thầy về nơi an nghỉ cuối cùng. Ca sĩ Hiền